Tại xã Triềng Kheo, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Mai Sơn đã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cụm xã Triềng Kheo, Triềng Rong và Triềng Ve. Cuộc diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cụm xã Triềng Kheo, Triềng Rong và Triềng Ve nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, khả năng tham mưu của Ban chỉ huy quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể trong tình huống cụ thể diễn ra trên địa bàn, ngăn chặn và làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Sau diễn tập nhằm chuyển biến nhận thức cho cán bộ và nhân dân cụm ba xã về xây dựng và củng cố quốc phòng an ninh ở cơ sở. Cuộc diễn tập diễn ra chặt chẽ, khoa học, thực hiện theo đúng kế hoạch, phương án tác chiến, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Thông qua diễn tập, giúp xã Triềng Kheo, Triềng Rong và Triềng Ve tiếp tục bổ sung hoàn thiện kế hoạch chiến đấu khu vực phòng thủ, kế hoạch phòng không nhân dân và các kế hoạch đảm bảo cho hoạt động chiến đấu phòng thủ của các tổ chức đoàn thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Cuộc diễn tập được Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện đánh giá đạt loại giỏi. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập.